được dần xuôi. Thầy thương em có sức sống trong cảnh đói nghèo thất học, tôi mới bảo với em mỗi ngày một buổi em đến nhà để tôi dạy dùm sau bữa cơm trưa. Em đến học được chừng 10 bữa, bỗng dưng em liên tiếp vắng 3 hôm. Tôi đón hỏi em vào lúc nửa đêm, khi em gánh gánh chè khuya về sớm. Ngẩn nhìn tôi qua ngấn lệ tuôn trào. Em trả lời với tôi qua tiếng nói nghẹn ngào. Em nói em nghèo lắm, không có tiền mua giếp mực, thì làm gì trả công thầy dạy dỗ cho em. Thầy ơi má đã dặn khuyên, dốt đành chịu, dốt đừng phiền người ta. Một con một mẹ đã già, đói nghèo chịu được còn ở kia khó đời. Điểm đêm về đâu
dương.